tức là nó bỏ vợ nó vô trong cái bao gạo, cái bao ở dưới xà lan nó ba bao gạo mà 50 kg 60 kg đó. Vâng. Rồi là tức là trong khi nó bỏ là nó trồng cái giò vô trước, rồi nó mới bỏ cái mình vô sau, cho nên cái giò nó bị khi mà nổi lên á thì nói là bị co quắp á. Dạ vâng. Rồi á nó mới là nhét cái đầu, nhét cái mình vô, nhét cái đầu vô, rồi thì cái tóc của cô Hà này nó dài, trong khi nó làm gấp rút quá, bởi vì trong cái thời gian mà nó làm con vợ nó chết, nó đánh con vợ nó chết rồi thì tinh thần nó phải bị bấn loạn rồi. Vâng. Cho nên khi mà nó cuộn cái miệng bao lại là cái tóc nó còn dướng ra ngoài. Vâng. Ra ngoài miệng bao, nó mới cuộn cái miệng bao lại thật chặt lại. Vâng. Rồi á nó neo là chỉ neo bằng hai cái bình thôi, chứ không có neo bằng cái cốt láp ha, không có neo bằng cái gì khác hơn, bởi vì trong khi đó là chỉ có cái bình thì một mình ơi nó bưng được một cái bình. Vâng. Nha. Nó bưng cái bình lên được, và đồng thời cái bình rất là nặng. Cái bình nếu mà máy đề đó mà 100 ampe thì nó phải từ 70 mấy ký, 80 ký mỗi một cái bình. Đà. Thì khi mà nó cuộn cái bình vô trong cái bao thì cái tóc của cô Hà nãy nữa đã dướng lên ra ngoài cái miệng bao. Trong khi nó cuộn cái miệng bao thì tóc nó dướng vô trong cái miệng bao đó. Cho nên mà nó liện, nó neo xuống dưới đến ngày 12, thứ 12 thì nó đã bị phân hủy đó. À. Khi mà người ta móc câu á, cái móc câu người ta kéo á, lại dướng vô cái bao, dướng vô bao người ta gịch, gịch nhiều lần như vậy. Chứ cái giỏng dù là không bao giờ tét nổi. À. Giỏng dù là móc câu là cái sợi dây, cái xuồng ở trên sông là kéo không bao giờ rách cái giỏng dù được, chỉ có cái bao mới rách được thôi. Thành ra khi mà rách được cái bao rồi thì cô Hà này cổ phịch lên thì cái tóc nó bị dướng lại ở trong cái miệng của cái bao nó cuộn, cho nên nó mới tóc một lần cái da đầu, bởi vì đã bị cái da đầu nó đã sình rồi, nó đã phân hủy rồi. Bà. Cho nên khi cái mình nó phịch lên á thì là cái da đầu á nó dưới tóc nó ở lại là dưới cái miệng bao, dưới sợi dây ở dưới. Bà. Bởi vì là hiện nay cũng có nhiều người cho rằng là một là chỉ có vo vào cái bao, và hai là cho vào cái bóng dù, nhưng mà cái bao thì lại nhỏ quá, mà cái thân hình của chị Hà thì là tận 50-60 kg, thì nhiều người phân tích không, là sẽ không lọt đó, không nhỏ đâu em. Một là cái bao đó, hai là em biết cái bao thức ăn mà là cá không, thức ăn con cò, thức ăn, bởi vì là ở trên xà lan ấy thì nhiều người có nói với em là những cái ghim, cái may bao, cái bao 100 kg là có, nhưng mà nhiều người ta chạy xà lan ấy, người ta nói là sẽ khả năng cao hơn là lúc đó chị Hà đang nằm trên võng, là ra tay thì quấn lại thôi. Đấy là người ta suy nghĩ như vậy thôi, chứ còn thực ra ở đây là chúng ta vẫn chưa có quyền quyết định, bởi vì cái quyết định cuối cùng thì vẫn phải do cơ quan chức năng. Còn cái suy nghĩ đúng thì rồi. Nhiều người ta đánh giá là cái võng, bởi vì là người ta nói rằng là cái võng thì thứ nhất là như vậy, thứ hai là cái cột cái đầu võng lại rồi, còn cái bình thì khả năng là 90% rồi, nhiều người đánh giá là cái bình rồi đó. Nhưng mà anh nói với em là phân tích kỹ lại, mình nói cái này để phân tích kỹ là cái võng khi mà cổ nó quấn cái thân hình của cổ lại á thì là nó không có dính được cái đầu tóc lại. Không, cái đầu tóc á thì nhiều người phân tích là do cái bình ắc quy á là cái axit nó xì ra, bởi vì khi xuống cái độ sâu 30 mét và cái áp lực nước thì cái bình lúc nào nó cũng có lỗ thông hơi, thì cái lỗ thông hơi đó nó sẽ đổ cái axit vào trong cái đầu và cái đầu nó mới bị đen và cái tóc nó mới rụng ra đó, nhiều người phân tích như vậy á. Không không em, bởi vì anh lúc trước anh cũng có là gia đình anh có sắp lắc sạc bình, trong khi axit đó em mua axit nguyên chất về thì em phải pha nước vô không cho cái nó... bình mới thì cái bình mới thì nó có axit trong đấy sẵn rồi. Thì axit đổ bình á không phải là axit nguyên chất, axit bị pha loãng rồi, nó không có phân hủy được cái tóc. Nếu nó phân hủy được là phân hủy luôn cả cái võng lẫn luôn đồ quần áo của cô Hà. Và đồng thời nó nằm ở dưới nước. Nó nằm dưới nước hay nó xì ra thì nước nó pha loãng dưới nước, nó đã pha loãng cái đã thực tế là nó đã pha loãng ở trong bình rồi. Cái thứ hai nữa nó xì ra thì bị nước ở ngoài nó pha loãng nữa. Và đồng thời nếu nó phân hủy được thì phân hủy cái võng rồi, phân hủy quần áo nữa rồi. Vâng. Phải không? Em nghĩ là đúng không? Anh nói với em á, là nó nhét cô Hà vô trong cái bao, chắc ăn là nó khi nó cuộn cái miệng bao nó gấp rút.
cuộn cái miệng bao lại là tóc của cô Hà dính ở ngoài cái miệng bao, rồi nó cuộn sợi dây nó gịch, nó cuộn cái miệng bao lại là tóc cô Hà nằm ở trong cái miệng bao đó. Khi người ta móc câu, người ta gịch tét cái bao thì thân xác của cô Hà nổi lên, thì cái tóc đó, cái da đầu đã bị phân hủy rồi, cho nên nó lột cái lớp da đó, nó ở lại ở dưới cái miệng bao ở dưới. Vâng, vậy là anh nghĩ ở đây là cái khả năng cao là sẽ là do là quấn được cái bao, bởi vì là theo cái người chia sẻ mà cái người mà vớt được cái thi thể á, là cái người thợ lặn ấy có nói á, là cái lúc mà thi thể mà phực lên khỏi mặt nước là nó rất là mạnh, nó tạo thành cái dòng xoáy luôn, thì lúc đó cách tầm 2-3 phút thì có một cái bao nổi lên theo sau, nhưng mà do lúc đó người ta mừng quá là thấy thi thể rồi, là người ta nghĩ là sẽ dám định cái thi thể đó khám nghiệm pháp y á, thì sẽ ra nên là người ta không có quan trọng, người ta không có chặn cái bao lại, nên là nhiều người bảo là thấy cái bao nhưng mà lại không có vớt lên đó. À, để anh nói cho em nghe nè, xin lỗi xưng anh kêu em đi ha, bị anh năm nay 65 tuổi rồi. Dạ dạ nha. À, là cái người thợ lặn, cái anh thợ lặn đó, anh cũng có coi mấy cái clip đó, nhưng cái đáy sông đó nó sâu lắm, nó tới 25m 30m lận. Vâng. Trong khi mà cái thây của chị Hà nổi lên, nó phịch nó nổi lên được. Cái bao em nhớ đi, nó không có cái vật gì để làm cái bao nó nổi. Giống như cái xác. Phải không? Nó không có giống như cái xác được. Bị cái xác là nó sình. Theo em ấy thì cái xác nó kéo cái bao đấy nổi lên một nửa rồi. Nó kéo cái bao đấy nổi lên theo. Đó, nó cuột ra nó kéo nó nổi lên theo. Mà nó nổi lên theo gần đến mặt nước thì cái xác nó thoát khỏi cái bao, thì cái bao đấy nổi lên theo đó, lúc đấy là gần đến mặt nước rồi. Đó, có thể là như vậy, nhưng mà theo em nghĩ thì cũng chưa chắc đâu, chưa chắc cái bao đó đã phải là cái bao mà neo chị Hà. Đúng, chưa chắc cái bao đó để bao neo chị Hà. Bao neo cô Hà. À. Anh nói với em là cái nhờ cái móc câu đó nó móc vô trong cái bao đó đó, rồi người ta gịch quá, gịch đi, gịch nhiều cái, mỗi cái nó tét một chút, mỗi cái tét một chút. Rồi nó mới phịch cái thây của Hà lên, thì cái miệng bao nó còn lại ở trong cái sợi dây cuộn vô bình, vẫn còn nằm dưới đáy sông. Cho nên cái lớp tóc của cô Hà, anh nói rồi em suy diễn đi, khi nó nhét cô Hà vô rồi nó cuộn, nó gắt quá, nó cuộn cái tóc của Hà nó dài, nó không có nhét gọn vô, đâu có phải nó làm một cái chuyện gì bình thường đâu để mà nó làm cho đàng hoàng. Nó nhét tóc vô cho gọn gàng, nó mới cuộn miệng bao, phải không? À. Nó là như vậy, anh suy diễn là như vậy. Dạ bà. Cái việc mà hiện nay mọi người đang góp ý ở đây là cái việc của anh Tuấn với chị Hà. Theo anh là anh nghĩ rằng là anh Tuấn sẽ là cái người mà ra tay với chị Hà, chứ không phải là chị Hà. Đúng, 100%. Anh nói với em một cái là trong khi mà vợ chồng nó ở trong cái bến cảng á, nó xuống nó biểu cô Hà đưa tiền, cô Hà cũng không chịu đưa tiền. Đó là chính miệng nó nói với A Xin đó, là cô Hà không chịu đưa tiền, rồi cô Hà la ó sùm quá nó mắc cỡ. Quê, cho nên nó sẽ chạy xà lan ra phao. Đúng rồi. Cái lúc em nghi là cái lúc mà ông quê của ông chạy xà lan ra bên ngoài, lúc đấy là ông đã ra tay rồi. Đúng. Trong lúc đó nó đã giận cái cô này la sùm bất nhã, nó đã nhục. Đúng rồi. Nó bảo là về đưa có anh này, anh Tuấn ấy, về bảo là hỏi có 1 triệu thôi mà vợ không đưa. Và vợ cứ nhảy đông đông, đông với la, nên là ông ấy mới bực mình quá, ông ấy mới quê với bạn bè, là ông ấy đánh cái xà lan đi ra ngoài. Đó. Là đó. Nó ra rồi á thì hỏi em làm sao về cái tính tình của một cái thằng là nó đã du côn sẵn, cái bản chất nó du côn sẵn với dân cờ bạc sẵn rồi, là cái bản chất nó có sẵn trong người, nó làm sao nó để yên cho cô Hà được. À, mà lúc đó thì ông bảo là đi ra ngoài xong rồi quay về là vợ đưa tiền, không có lý do gì, tự nhiên vợ chửi nhẹ đóng là tự nhiên về đi một lúc xong rồi về đưa tiền được, nó rất là vô lý. Vô lý, nói chuyện đó là vô lý lắm. Rồi, anh đóng góp ý kiến vậy đó, đâu em suy diễn và tìm hiểu coi có vấn đề thế nào đó để giúp cho gia đình người ta là bằng cách nào đó em giúp giùm ha. Thì cái người ta chết túi á, người ta góp xuống sông, em biết không? Dạ. Có nghĩa là không có cái vật gì bao bọc thì tất nhiên á là giò nè, rồi mắt nè, mũi miệng sẽ bị những cái con, anh nói giả sử như là còng, rồi cua hay là hoặc con gì biết nó sẽ dễ, em biết không? Dạ. Còn riêng cô Hà này mà trước khi cô Hà nổi lên á thì tất nhiên phải có một cái anh nói thẳng là hôm đó anh đoán cái giọng, nhưng mà ví dụ anh đoán một cái bao đi, thì khi đó là cái xác con người mà nổi lên là không có cái hiện tượng con gì để mà bu bám để ăn hết, đó thật sự là cô Hà sẽ bị bỏ trong một cái bao. Anh nói ví dụ em nghe nha. Và
đó. Bởi vì á là bây giờ anh nói cho em nghe, bây giờ bỏ vô cái bao như thế này, bởi vì cái khi mà cái con người ta mà đã chết trước trên cái bỏ xuống nước á là con người còn dịu còn mềm, em biết không, là người ta bỏ vô cái bao mà khi cái xác cô Hà nổi lên đó là hai cái chân co lại, em cũng thấy rồi đúng không? Dạ vâng. Đúng không? Dạ vâng. À, cho nên những cái là em phải làm trên YouTube, em phải xét lại câu cái này để thực tế đi tìm cái công bằng đúng không? Dạ vâng. Chứ còn anh nói với em á là trên cái con người mà người ta mà chết đúng cái gì xong không bao giờ quá 4 ngày, vì cái hiện trường mà đã nói rằng nước nó sẽ đâu đi 5-3 cây số hoặc 10 cây số, còn cái này là khi mà cô Hà mà đã chết rồi là nói là đến xuống đó rồi chết xuống đó dẫn nội chỗ đó quá vô lý, anh nói hiểu không? Bởi vì khám nghiệm tử thi là anh thấy là không có nước nè, phổi không có nước nè, rồi là bao tử cũng không có nước nè, là em thấy là cái đó là không đúng rồi. Là bởi vì con người khi mà người ta để nói khi con người ta mà đã chết xuống nước đó, chết đuối đó, thật sự là người ta cho rớt xuống nước chết đuối đó, là ví dụ ở vùng đất cát người ta sẽ hết nước, uống nước vô người ta hết vô, thì cây trong cái bao tử và phổi sẽ có cái lượng nước có cát, còn nếu như người mà chết đuối ở cái vùng đất từ xa khi người ta rớt xuống thì phải có bùn có sình còn đọng lại trong cơ thể, em biết không? Dạ vâng. Còn cái này riêng cô Hà mà đem thi thể lên mà mổ mà không có bùn không có sình à, thì đó là quá đi quá vô lý, anh nói thật mà anh không có nghĩ ra mà trên một cái hiện trường gì mà công an cũng không mời anh đứng này tới để mà hỏi những cái gì mà có thể điều tra được anh không, Dạ. vì anh nói với em anh là sống rừng sông nước, anh đi ra là mấy chục năm nay rồi à. Khi con người ta mà rớt xuống nước rồi anh nói thiệt với em đó, là trong vòng khoảng 3 ngày là người ta nổi cái đầu lên rồi, khi mà người thanh tìm không được 5 ngày người ta sẽ mình đi cái xác lên luôn, anh nói hiểu không? Dạ. Chứ đâu có đến nỗi mà tới 12 ngày vậy, ví dụ anh nói một cái ví dụ đơn giản thôi, bây giờ nói là cho là cô Hà rớt xuống nước à, kẹt đi bị kẹt gốc kẹt cây gì đi, nhưng mà khi cái nước lớn á nó đùa vô đi cô Hà nó sẽ kẹt lại dưới đó thì nước cứ nó tấp tới hoài đi, anh nói hiểu không? Rồi. Mà khi con nước đứng đồng trở lại thì cái xác của mình sẽ trôi ra thì không bao giờ nó dính được, nếu như cái thân xác của Hà mặc một cái áo lạnh này, một cái quần này với một cái áo trong này, nếu thật sự có dính một cái vật gì nổi lên thì nó sẽ gắt liền, nó mất lâu ngày nha, bị cái xác người nó em nó nặng, nó khi mà sinh ra nó thật rất mạnh mạnh lắm chứ không phải là đơn giản đâu, thì nó sẽ gắt cái những cái phần đồ mất đi mất nó sẽ gắt phần đồ, em hiểu không? Còn cái này cô Hà nổi lên mình tay chân là vẫn còn như vậy, anh nói thiệt với em là con người anh có từng chứng kiến nè, anh từng đi cứu người rất người nhiều lắm, cho nên những cái con người người ta chết khoảng 5 ngày tới 7 ngày mà em vớt không được là tóc sẽ rụng, em tự rụng thôi, anh nói em hiểu không? Dạ. Thì ví dụ như bây giờ mà cái vật mà anh nói với em á mà mò mà cái vật như cô là anh đã thành khổ anh cũng đã lấy rồi, nếu như thật sự mà gia đình mình tìm thì cho nó hay bằng chứng nữa, khi mà gia tạo nó cào cái xác của nào mà cô Hà đập lên á, anh nói em nghe nghe là cái hiện trường nó còn nằm ở chỗ đó, ví dụ giờ nói như là cái bao nè hay là cái võng đi, mình đón gì đi, nhưng mà nguyên cái ấp là không bao giờ giảm được, cái gì ví dụ giờ cho nó ví dụ anh nói ví dụ bỏ cô Hà trong một cái bao đi, mà khi mà nó đã buộc buộc dây đi, nó kéo bước dây đi rồi xác cô Hà đập lên, nhưng mà anh nói em cái tóc vẫn còn nằm trong cái bì đó, bởi vì tóc là không bao giờ giải được, tại cả người chết 5-70 năm cũng không giải được đâu em. Dạ. À, anh nghe nói chưa, thì cái hiện trường đó thật sự ra đó mà gia đình không biết nghĩ sao, cái đúng là thật sự là khi nổi lên á là mừng quá chứ không phải thôi là cái tàu là y chỗ cũ là sẽ mò, anh nghĩ cái hiện trường nó còn nằm như chỗ đó Dạ vâng. vì anh biết không, 12 ngày rồi nếu không neo một cái gì vật gì nặng thì không bao giờ là cô ta nằm dưới có 12 ngày, anh nói thật với em. Dạ vâng. À, bữa đó anh cũng đốt nè, có nghĩa là thằng này nó giết vợ nó bằng cái nó bộ bằng cái giỏng, nhưng mà anh câu cái chương trình tôi biết tới ngày nay là nghe nói là khi cô Hà nổi lên có một cái bì nó nổi lên theo mà cái người pha lạng chịu vết không ai với chịu vết hết, đó là một cái bằng chứng là không tâm không ai chịu vết hết, em thấy không? Dạ vâng. À, bây giờ cái bằng chứng nó đã trôi đi rồi, nhưng mà theo anh nghĩ không phải là mình nghĩ về cái đó là nói nhiều nổi lên nhiều khi nó cũng trùng hợp, hay là hoặc là cái bao cái bì nó còn nằm ở dưới hiện trường dưới nước đó, anh nói là hiểu không? Dạ vâng.
Cho nên bây giờ nếu em mà làm một cái chương trình này á, thì bây giờ em tới động viên gia đình đi, để lấy lệnh của sự công bằng. Thì nói chủ nhà gắng cố gắng đứng cho lặng lặng y ngay trong cái chỗ cô Hà còn cô Hà nổi lên là vật chính nó còn đó. Bởi vì anh nói em nó neo một cái vật nặng, việc nặng chứ không phải là đơn giản. Và anh bỏ anh cũng đã đón rồi, vì anh nói em không phải là bình, cũng không phải là sắt, người đó không phải là lốp xe rồi đá, nhưng mà phải có một cái vật nặng gì đó nó mới tạo buộc cô Hà như đó. Anh nói em hiểu chưa? Dạ vâng. Ví dụ giờ nó buộc chung cái bao đi, khi mà cái người ta cào, người ta cào cái là người ta móc vô cái bao đó đi, chúng cái một cái mối hay là hoặc lại chúng như cái bao đi, cái là nó mạnh quá, nó giật, nó gắt, thì cái gắt em biết cái xác con người khi mà em bỏ vô đó là cứng, khi mà sình nó tình ra nổi thì buộc nó phải là nổi lên, không có đường nào mà nó chạy khẩu ra. Cho nên theo anh nghĩ cái vật chính nó sẽ còn nằm dưới đó đây. Alo. Dạ vâng ạ, em nghe đây ạ. Thôi bây giờ anh cũng có nói nghe như thế này, nếu mà em làm chương trình này mà em có cái lòng hảo tâm á, mà để đầu sự công bằng á, thì em tới gia đình họ, em có thể là em chia sẻ gia đình họ bằng những cái vấn đề mà anh mới gợi ý gì. Đúng không? Dạ vâng, em cảm ơn nhất là góp ý của anh nha. Chứ còn anh nói thì với em, cái con người mà khi mà ta rớt xuống sông rồi, nói thì với em là anh để anh nói cho em nha, khi người ta rớt xuống nước rồi, là người ta chìm sát đất nha. Yeah. Khi 12 tiếng đồng hồ sau á, để anh nói cho em nghe là 12 tiếng đồng hồ sau á, mà mình mò không được á, cái bụng mình nè, cái bao tử với ruột nó sẽ sình, cái sình lên em mà cái đầu nó lờ đờ lại đờ là nước nó mới sâu được, thì nó sẽ trôi một cái đoạn 5-3 cây số, anh nói em hiểu chưa? Thì cái thứ chỉ chiều mạnh mà chảy mạnh hay là chảy yếu, anh biết không? Yeah. Thì cái đoạn đường ví dụ anh nói cái sát sâu 5-7 cây số đi, thì tới khi cái nước đứng bị nước thủy chiều mà là nước đứng á, đứng lại cái nước lòng nó sẽ trả lại, thì nó trôi trong một cái đoạn đó thôi, thì nó trôi một đoạn 5-3 cây số cái nước đứng rồi cái nước lòng nó sẽ trả lại, em biết không? Chứ không bao giờ có cái xác nào mà là anh nói thiệt với em là 12 tiếng đồng hồ chứ. Anh nói thật, nếu như anh nói em mình đón cái tin mình ra tàu tàu không trúng thì không bao giờ tìm được xác của ai đâu, vì trong thời gian là anh nói em nó buộc như đó, trong thời gian là mà một tháng nửa tháng là nó sẽ giả rồi.